Xin chào mọi người, lâu quá không gặp, mình đã trở lại rồi đây. Mặc dù bộ phim trò chơi Tử Thần đã lên sóng từ lâu, có rất nhiều kênh đã review đầy đủ các tập phim. Thế nhưng, mình vẫn nhận được rất nhiều bình luận với cùng một nội dung. Sau khi nhìn thấy những bình luận trên, mình biết rằng nếu như không làm nốt các tập còn lại thì mình sẽ có cái kết giống với nam chính Ize. Sẽ có những bạn chưa từng xem qua các tập trước nên mình sẽ nói sơ về các tình tiết trước đây. Nam chính của chúng ta, Ize, vì nhìn thấy một người chết văng đến trước mặt mình đã khiến cậu ta bị tâm lý đến mức bủn rủn tay chân, bị loại phỏng vấn khỏi tập đoàn danh tiếng Tekang. Chưa hết, cậu ta lại biết tin mình bị bạn thân lừa hết tiền tiết kiệm, còn bị chủ nhà đuổi ra ngoài. Trong lúc tuyệt vọng, cậu tìm đến bạn gái và rồi lại phát hiện ra mình có thêm một cặp sừng. Cậu không còn hy vọng gì với cuộc sống này nữa, bước lên sân thượng và nói một câu nói. Cái chết chẳng qua chỉ là một cách thấp kém để kết thúc nỗi đau. Nào ngờ, câu nói của cậu đã chọc giận thần chết, thế là bị nữ thần chết trừng phạt, bắt cậu ta phải chết đi sống lại đến tận 12 lần. Lần đầu tiên cậu ta đã đầu thai thành người con trai thứ hai của tập đoàn Tekang, tên Jinte, còn chưa kịp hưởng thụ cuộc sống sung túc thì đã bị thiêu chết. Lần thứ hai cậu ta đầu thai là trở thành một vận động viên nhảy dù, tên J-Sop. Cậu ta nhảy dù từ trên cao xuống, nhưng lại không mang theo dù. Lần thứ ba, cậu ta đầu thai thành một học sinh trung học, tên Hyok-su, vì đắc tội với đầu gấu trong trường nên đã bị hắn dùng gạch đập vỡ đầu. Lần thứ tư, cậu ta đã đầu thai thành sát thủ của một băng xã hội đen, tên Ju-Win, nhưng cậu ta đã yêu phải một cô gái không nên yêu, kết quả bị cô ta bắn chết. Lần thứ năm, cậu đầu thai thành một tay đấm boxing Tae-sang. Khó khăn lắm mới được ra tù, ai ngờ lại bị thằng đàn em đâm cho một nhát chết tươi. Lần thứ sáu thì cậu đầu thai thành một em bé rất đáng yêu, nhưng còn chưa biết được tên thì đã bị mẹ dùng gối đè chết. Lần thứ bảy, cậu ta đầu thai trở thành một người mẫu, rất đẹp trai, tên Gun-woo. Nhưng lần này, cậu đến quán cà phê để giúp đỡ bạn ít hôm, không ngờ lại vô tình gặp lại bạn gái Jisoo. Nhưng khi Ize quyết định nói ra sự thật cho cô biết, thì bỗng có một chiếc xe màu đỏ lao tới. Mà người bước xuống xe, không ai khác, chính là người con lớn của tập đoàn Tekang, tên Tae-gu. Tae-gu vừa chơi thuốc, nên khi nhìn thấy hai cái xác trước mắt, hắn ta cũng chỉ cho là vừa cán chết hai con kiến, rồi quay sang ra lệnh cho thư ký nhận tội thay mình. Ngồi tù 1 năm, đổi lại 100 triệu, sau khi ra tù còn được làm tổng giám đốc của công ty. Thư ký cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền lấy cái thẻ nhớ camera hành trình trên xe ra, ném xuống cống, rồi móc điện thoại ra tự thú với cảnh sát. Đúng là chỉ cần có tiền thì cũng có thể sai ma gọi quỷ. DJ lúc này như mất hết lý trí, liền lao đến trước mặt thần chết. Viên đạn ngay giữa trán, thần chết đã chết rồi ư? Ize cũng nhắm súng vào thái dương mình, định chết thêm lần nữa để đi tìm Tae-gu báo thù, nào ngờ viên đạn chỉ có 1 viên. Thần chết xuất hiện một cách không có gì là bất ngờ. Đã nói là thần chết rồi, sao có thể chết vì 1 viên đạn chứ? Thần chết cười nhạo Ize, rồi bước về phía cậu. Trong phút chốc, cô ta đã tẩy trang xong, lộ ra bộ mặt thật của mình với đôi mắt sáng như trăng. Chớp mắt, thần chết đã đổi thành cô bạn gái Jisoo, khiến cho Ize sợ đến ngơ người. Thần chết nâng cằm Ize lên, nói ra một sự thật càng tàn nhẫn. Thực ra, Jisoo đã được định sẵn ngày chết rồi, còn nguyên nhân thực sự thì Ize phải đầu thai thêm lần nữa và tự mình tìm ra. Đồng thời, thần chết cũng cảnh cáo Ize, đừng hoang tưởng đến việc giết chết Tae-gu, cũng đừng khiêu khích quyền uy của thần chết, nếu không, cô ta nhất định sẽ nhúng tay can thiệp. Ize nghe xong liền tức giận. Được thôi, cứ chờ mà xem. Nghe đến đây, thần chết hất tay một cái, viên đạn từ dưới mặt đất bay lên trên không, bay thẳng vào đầu Ize. Sau khi sống lại, Ize phát hiện mình đã nhập vào người một họa sĩ tên là Ghi Cheol. Ghi Cheol có gu thẩm mỹ hơi lạ, từ nhỏ cậu đã là một tài năng đặc biệt nhưng lại thích vẽ những bức tranh mang phong cách chết chóc. Và với phong cách vẽ ấy, cậu đã không được mọi người công nhận. Nhưng trong một lần tình cờ đi ngang qua một vụ nhảy lầu đã khiến vận mệnh vẽ vời của cậu thay đổi. Vùng vẫy trong cái chết, máu tươi ấm nóng đã khiến gen nghệ thuật của cậu bị kích thích. Sau khi về nhà, Ghi Cheol vẽ đến quên ăn quên ngủ, sáng tác ra tác phẩm vĩ đại nhất cuộc đời này. Sau đó, cậu ta bắt đầu tìm kiếm đối tượng. Cho dù đó là một cô gái xinh đẹp hay là người đàn ông nặng 100 kg, mỗi một cơ thể người sẽ được cậu ta tái sinh thành một tác phẩm nghệ thuật. Những tác phẩm này đã được mang đi đấu giá, lập kỷ lục lên đến 200 triệu won. Đầu thai thành một tên nghệ sĩ biến thái thế này khiến DJ ghê tởm đến muốn nôn. Nhưng khi nhìn thấy con rối vặn vẹo, cậu lại nhớ đến cái chết của bạn gái Jisoo. Trong phút chốc, ngọn lửa báo thù trong Ize đã bùng cháy. Cậu sẽ lợi dụng tên biến thái Ghi Cheol này để giết chết một tên biến thái khác là Tae-gu. Đây chẳng khác nào ý trời. Cậu quay lại hiện trường vụ án, những vạch trắng vẽ vị trí khiến ký ức ngày hôm đó lại ùa về. Tiếng động cơ gầm rú, tiếng cơ thể vỡ vụn. Ize mở nắp cống thoát nước ra, nhặt được cây bút bi có khắc tên Jisoo. Một kế hoạch trả thù hoàn hảo dần dần xuất hiện trong đầu cậu. Ize đến tập đoàn Tekang, cậu và Tae-gu đã lướt ngang qua nhau mà không hay biết.
lịch trình hôm nay của Tegu phải tham gia một buổi hội thảo với chủ đề là đa số những người thành công đều có một chút đặc điểm tâm thần. MC đang phát biểu trên bục, dưới khán đài thì Tegu đang cười thầm. Không ngờ rằng, MC đã đề nghị mời Tegu lên sân khấu để kiểm tra ngay. Trong 4 tấm ảnh này, có bao nhiêu gương mặt đang cười? Tegu đã chần chừ hồi lâu rồi nói ra đáp án. 3개입니다. Sau đó lại là 4 tấm ảnh và kêu hắn ta chọn ra một biểu cảm không giống với những biểu cảm còn lại. Tegu liền chọn đáp án thứ 3. 박태우 대표님은 안타깝게도 사패가 아니시네요. 아쉽습니다. Màn biểu diễn của hắn ta đã lừa được MC nhưng lại không lừa được IG đang nhìn chằm chằm vào hắn. Nhưng có một vấn đề nữa là cơ thể của Gi Cheon đang mắc bệnh ung thư não thời kỳ cuối. Anh ta chỉ còn sống được một tháng. Nếu như không ra tay xử Tegu thì lại lãng phí cuộc đời này. Còn chưa nghĩ ra cách để tiếp cận Tegu thì bỗng tin vui từ trên trời rơi xuống. Thì ra, một tác phẩm của Gi Cheon đã được Tegu ưng ý. Hắn muốn tiến hành giao dịch trực tiếp. Đúng là trong cái rủi còn có cái may, IG lập tức đến phòng tranh thì thấy Tegu đang thưởng thức một tác phẩm khổng lồ của mình. Tegu rất say đắm những thể loại tranh này, nhưng khi nghe nói tác phẩm này được tạo thành từ máu tươi của năm mạng người thì hắn ta lại càng thích thú hơn, nói rằng hai người họ rất hợp nhau, có suy nghĩ giống nhau. IG không rảnh để nghe Tegu đứng đó nói nhảm, anh đã âm thầm móc dao ra, nhưng lại tình cờ bị người khác cắt ngang. 회장님께서 찾으십니다. Cơ hội mất đi không biết bao giờ mới có được. IG lập tức gọi Tegu lại, sau đó đưa ra một điều kiện không thể chối từ. Nếu hắn mua bức tranh khổng lồ này thì sẽ được cậu mời đến nơi làm việc và còn được tặng thêm một bức tranh đặc biệt. Tegu đương nhiên đã đồng ý ngay, sau đó hắn ta vội đến nhà thờ để tham gia tang lễ của em trai Jin Tae. Về cái chết của em trai, hắn ta không hề đau xót một chút nào. Dù sao thì một núi không thể có hai hổ. Vì để có được quyền thừa kế, hắn ta đã mua chuộc xã hội đen, tạo ra sự cố máy bay bị nổ. Nhưng trước khi chết, Jin Tae đã nói một điều. Vì lúc nhỏ, Jin Tae đã tình cờ phát hiện anh trai mình có ý định ngược đãi đứa con của bảo mẫu trong nhà. Jin Tae đã nói chuyện này cho bố biết, nên ông ấy mới sửa lại quyền thừa kế, tước bỏ quyền thừa kế của Tegu. Trên bục phát biểu, ông bố luôn nói rằng không thể quên được Jin Tae. Điều này khiến Tegu vô cùng bực dọc, liền leo lên chiếc Ferrari mới mua thì nhận được thông báo khẩn cấp từ thư ký rằng buổi hội thảo hôm nay là do đích thân chủ tịch đã tổ chức và yêu cầu MC kiểm tra hắn. Xem ra, bố ruột của hắn cũng bắt đầu nghi ngờ hắn có vấn đề về tâm thần và có liên quan đến cái chết của em trai. Tegu càng nghĩ càng bực bội, hắn lại uống một lượng lớn thuốc và bắt đầu lái siêu xe lạng lách trên đường. KPI đầu năm đã đến rồi đây này, thế là hai người cảnh sát lập tức bật đèn rồi đạp chân ga, ẹn ẹn đuổi theo sau. Nhưng SUV đời cũ thì đâu phải là đối thủ của Ferrari, mới chạy mấy con đường đã bị cắt đuôi không thấy đâu. May là phía trước là đường chết, Ferrari có nhanh đến đâu cũng không mọc cánh được. Cảnh sát trẻ Ji-hun bắt đầu ghi giấy phạt, không biết tốt xấu cứ phải buộc Tegu xuống xe. Nào ngờ, Tegu lại móc điện thoại ra, gọi ngay cho cục trưởng cục cảnh sát. Chỉ nói chuyện mấy câu, sau đó đưa điện thoại cho cậu cảnh sát trẻ. Lúc này, cậu cảnh sát trẻ đã ngoan ngoãn nhận sai, nhưng vẫn bị ăn một tát. Sau khi đánh ngã cậu cảnh sát trẻ, Tae-hoon ném ra một đống tiền giống như đối xử với người lang thang ngoài đường. Người cảnh sát lớn tuổi tên Ji-hyeong là sư phụ của cậu cảnh sát trẻ, đứng bên cạnh không dám nói gì, ngoan ngoãn như một đứa cháu. Đúng là có tiền có khác, nhưng đừng lo lắng, người ác sẽ có người ác trị. Tae-hoon trở về biệt thự thì thấy IG đã đợi ở đó từ lâu. Chiếc Ferrari vừa mới dừng lại thì IG đã đạp chân lên. Mày là cái thá gì mà dám đụng vào xế xịn tiền tỷ của tao? Tegu đấm IG một cú, IG cũng không tức giận. Tegu vốn cho rằng mình là người thượng đẳng, sao lại chịu được nỗi nhục này? Hắn liền cầm súng lên rồi bóp cò. IG ngã xuống đất. Chẳng qua cậu chỉ giả vờ mà thôi, đợi khi Tegu đến gần thì đã bị cậu húc ngã. Hắn ngồi dậy, IG liền chạy lên chiếc Ferrari rồi tông Tegu đến bò lê dưới đất. Thì ra, IG đã chuẩn bị áo chống đạn từ lâu rồi. Đêm nay cậu ta muốn đưa Tegu đến thưởng thức tác phẩm mới đầy thú vị của mình. Và lúc Tegu tưởng rằng cuộc đời hắn đến đây là xong, thì cơ thể của Gi Cheon đã không còn chống đỡ được với bệnh tật. IG tỉnh lại. Vốn là người sẽ ra tay, còn Tegu thì là con cá nằm trên thớt. Nhưng, hoàn cảnh đã bị đảo ngược. Lúc này, Tegu cũng tự tin khoe khoang thành tích giết người lần đầu tiên của mình. Đó là chuyện mấy năm trước. Lúc đó, hắn ta đang lái xe trên đường đi dạo thì không ngờ đâm chết một người. Đó cũng chính là người đã để lại tâm lý cho IG. Vừa nói xong, cưa điện đã được khởi động. Máu tươi bắn lên khắp nơi, IG bị cắt đến chết. IG tỉnh lại lần thứ 8 thì bị thần chết cười nhạo. Tôi đã cảnh cáo cậu không được phép giết người, vậy mà cậu còn bị giết ngược lại.
Nào ngờ, IJ lại nở một nụ cười đắc ý. Thì ra, cái chết vừa nãy của Gi Chae-un là do cậu sắp đặt. Cậu giả vờ bị ngất là để dụ dỗ Tae-gu phạm tội. Toàn bộ cảnh hắn dùng cơ điện ra tay đều đã bị camera quay lại toàn bộ. IJ đã dùng chính sinh mạng của mình để đổi lại chứng cứ giết người của Tae-gu. IJ biết kế hoạch của mình đã sắp thành công rồi. Cậu cười lớn, yêu cầu thần chết hãy mau nổ súng đi. Cậu sẽ đi lấy đoạn băng ghi hình đó trong lần đầu thai kế tiếp để bắt Tae-gu phải ngồi tù. Thần chết mỉm cười, sau đó thỏa mãn yêu cầu của IJ. Sau khi IJ tỉnh lại thì phát hiện cậu đang chạy một cách điên cuồng, đuổi theo một tên loi choi phía trước. Lần này, cậu đã nhập vào người cảnh sát già Ji-hyeong, nhưng không ngờ rằng tên cướp đã móc một con dao gọt trái cây ra. Ji-hyeong thấy vậy thì liền quay đầu bỏ chạy. May là cậu cảnh sát trẻ Ji-hun đã kịp ra tay, còn quay sang chê bai hành động sợ chết của thầy mình. Thì ra, người mà IJ đầu thai lần này chính là người cảnh sát già sợ hãi lúc nãy tên Ji-hyeong. Bố của ông đã mất trong một lần truy quét tội phạm. Ông đã nâng di ảnh của bố và quyết chí sẽ kế thừa sự nghiệp chống lại tội phạm của bố mình. Sau khi lớn lên, ông đã trở thành cảnh sát như ước nguyện. Nhưng mẹ của ông lại sợ mất đi người thân lần nữa nên đã dặn dò Ji-hyeong tuyệt đối đừng để như bố vì tiền lương có mấy trăm đồng mà phải liều mạng của mình. Ji-hyeong vốn là người con có hiếu nên làm việc gì cũng rất cẩn thận dè dặt, luôn đặt an toàn lên hàng đầu. Mười mấy năm qua trong sở cảnh sát, ông là người mà có cũng được, không có cũng được. Đúng vào lúc đó, một bóng người quen thuộc bỗng xuất hiện. Cảnh tượng ẩu đả này lập tức tập trung rất nhiều người qua đường. IJ nhìn kỹ. Ôi trời, đây không phải là tên đàn em vì tiền thưởng 100 triệu mà đã cầm dao đâm chết mình hay sao? Trùng hợp ghê, mối thù của kiếp trước vậy thì trả trong kiếp này vậy. IJ đã bước lên trách móc tên đàn em, còn nói mình là Choi Tae-sang. Tên đàn em ngây người ra, sau đó lại nói rằng Choi Tae-sang là tên ngốc đã bị hắn dùng dao đâm chết rồi. Câu nói này của hắn đã bị những người hóng hớt xung quanh quay lại. Lúc này, hắn mới ý thức được rằng mình đã bị lừa. Xấu hổ quá nên hắn phát bực, lập tức bổ nhào về phía IJ. Kết quả... Sau khi đoạn video được đăng lên mạng, đồng nghiệp trong sở cảnh sát xem đến ngơ cả người, ngay cả đội trưởng cũng không dám tin vào mắt mình. Bình thường Ji-hyeong hiền như cún con, sao bây giờ lại dũng cảm như chó béc dê vậy? Mặt khác, Ji-hyeong không có tâm trạng quan tâm người khác nghĩ gì. Bây giờ, mục tiêu của anh ta chỉ có một. Đó là đi đến nơi ở của Gi Chae-un để lấy đoạn băng ghi lại cảnh Tae-gu giết người. Bên này, sau khi Tae-gu được tận tay cưa sống Gi Chae-un, còn ác ma trong người hắn như được giải thoát, hắn lại muốn kiếm thêm một sản phẩm nữa để được trải nghiệm lại cảm giác kích thích ấy. Đúng vào lúc này, cô thư ký đang tăng ca bên cạnh. Đồng phục gợi cảm, nghe lời ngoan ngoãn, đây đúng là thứ mà hắn thích nhất. Khi Tae-gu đang suy nghĩ một cách vặn vẹo thì Ji-hyeong đã đến nhà kho, rất nhanh đã tìm được video. Ji-hyeong copy hết vào trong một USB rồi xóa hết các folder trên máy tính. Ngay lập tức, cảnh sát cũng đã có mặt, phía pháp y cũng đến bố trí đầy đủ các thiết bị trong hiện trường. Sau khi tắt đèn, trong bóng tối đã xuất hiện một cảnh khiến cho tất cả mọi người nhìn thấy cũng nổi da gà. Màu có phản ứng với lumino nên tạo thành một màu xanh phản quang trên những bức tranh, biến căn phòng như một buổi triển lãm đến từ địa ngục. Đội trưởng vui mừng chúc mừng Ji-hyeong, lần này cậu đã lập công lớn rồi đấy, nhớ cố gắng phát huy cho anh em được nhờ nhé. Vừa mới nói xong thì một chiếc Porsche xuất hiện. Là Tae-gu đã đem theo cô thư ký của hắn đến đây. Ji-hyeong bước lên trước chặn xe Tae-gu lại, thái độ nhu nhược lúc trước đã thay đổi. Cậu còn ám chỉ rằng tội phạm rất có thể sẽ quay về hiện trường gây án nên từ chối chiếc xe của Tae-gu chạy vào. IJ đã cứu mạng cô thư ký nhưng cũng khiến Tae-gu tức chết. Hắn không thể làm được gì IJ, chỉ đành lái xe bỏ đi. Sau khi đuổi cô thư ký đi, Tae-gu đã gọi điện thoại cho tên đại ca xã hội đen mà hắn đã nhờ xử lý cái xác của Gi Chae-un. Bây giờ, điều rắc rối duy nhất chỉ còn lại lão cảnh sát Ji-hyeong. IJ nhập vào người Ji-hyeong cũng đang suy nghĩ làm sao để trừng phạt Tae-gu. Anh giao video tài liệu cho một phóng viên nhưng lại bị Ji-hun nhìn thấy. Ji-hun hỏi cậu tại sao không giao nó cho cảnh sát trước. IJ nói rằng Gi Chae-un đã chết và thủ phạm giết hắn ta lại là con trai của tập đoàn Tae-kang. Cậu nghĩ xem, với thế lực của đám tài phiệt đó, video đó sẽ bị tiêu hủy ngay khi vừa đến đồn cảnh sát. Vừa mới nói xong, IJ ngẩng đầu lên thì đã nhìn thấy bóng dáng của mẹ mình. Sao mẹ lại đến sở cảnh sát thế? Sau khi Ji-hun giải thích thì IJ mới bừng tỉnh. Hóa ra, trong lần đầu thai trở thành cậu người mẫu, vì muốn mẹ sống tốt hơn nên IJ đã mang số tiền 10 tỷ, bỏ hết toàn bộ vào trong nhà mẹ mình. Sau đó khi cậu và bạn gái Ji-soo bị tai nạn xe, cảnh sát đã bắt đầu nghi ngờ và tiến hành điều tra camera và họ đã phát hiện số tiền 10 tỷ ở chỗ của mẹ IJ. Mẹ IJ vốn cũng không biết được số tiền này ở đâu mà ra cho nên mới bị mời đến sở cảnh sát uống trà 5 lần 7 lượt như vậy. Được gặp lại mẹ lần nữa, IJ nhịn không được mà đã mở miệng gọi một tiếng mẹ ơi. Mẹ IJ nghe xong thì vô cùng bất ngờ, IJ chỉ đành giải thích rằng mình gọi nhầm, sau đó vội cúi người xuống buộc dây giày cho bà. Anh còn nhắc nhở bà, lần sau đi loại giày không có dây cho an toàn.
Không ngờ mẹ lại nói, đôi giày này là món quà mà con trai tôi tặng cho tôi, đôi giày cho tôi cảm giác như con trai luôn ở bên cạnh. Câu nói này như một nhát dao cứa vào tim, trong phút chốc mắt IJ đã đầy nước mắt. Mẹ của cậu cũng khóc và an ủi cậu. Bà nói, mình là mẹ nhưng không bảo vệ được con trai, nỗi đau này chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho bà. Vì muốn chăm sóc mẹ tốt hơn, IJ đã lén treo đồ ăn ở trước cửa nhà mẹ. Khi IJ vừa định rời đi thì lại gặp tên mặt sẹo ngay ngã rẻ. Teku vốn tưởng rằng đã giải quyết được mớ rắc rối rồi, vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì đã nhận được ảnh từ camera do bố mình gửi tới. Ảnh bên trong rất rõ ràng, người đã lái chiếc xe đâm chết Jisoo không phải là người thư ký, mà chính là Teku. Ông đã điều tra đến mức này rồi thì Teku cũng không muốn giả vờ nữa, hắn hoàn toàn ngửa bài. Teku nói, từ nhỏ hắn đã thích đọc sách về các hoàng gia. Ngôi hoàng tộc chỉ có một người, anh em ruột thịt phải tranh đấu với nhau đến chết, ngay cả bố ruột cũng không là ngoại lệ của em. Nhầm, ngoại lệ của hắn. Teku đầy oán giận nhưng không có chỗ để trút. Sau khi rời khỏi nhà, hắn liền leo lên chiếc Porsche rồi điên cuồng lạng lách trên đường, sau đó ép một chiếc SUV ngừng lại. Chủ xe vừa mới chuẩn bị xuống xe để cãi nhau thì Teku đã móc bút bi ra và đâm người ta điên cuồng. Đúng vào lúc đó, Teku đã nhận được hai tin xấu. Ji-hyeong đã gửi video lên, tối nay đài truyền hình sẽ trực tiếp đưa tin về video đó. Hóa ra, tên sát thủ mặt sẹo đó đã ra tay thất bại. Ji-hyeong vẫn còn sống, không chỉ còn sống mà cậu còn tiện tay tiễn băng xã hội đen đó lên đường. IJ bị gọi ra ngoài nói chuyện. Trước khi vào cửa, anh đã thấy luật sư. Nhớ đến người này cũng đã từng có liên lạc với tên đàn em trong tù. Trong phút chốc, anh cảm thấy có gì đó không hay. Quả nhiên đúng như những gì anh dự đoán, Teku đã ngồi ngay vị trí trung tâm, giám đốc sở cũng đang cúi người khom lưng. Thằng nhóc này nuôi người trong sở cảnh sát luôn rồi. Teku đưa ra điều kiện giao dịch, chỉ cần đưa đoạn video ra thì sẽ bảo đảm Ji-hyeong được trở thành giám đốc sở tiếp theo. Sau khi nghe đến đây, IJ đã móc bút bi ra, rồi dùng nó xé toạc tờ thỏa thuận ra làm hai. Thứ cậu cần không phải là danh lợi, mà là dạy cho một kẻ điên nghĩ mình là thần thánh một bài học. Nhưng tiếc rằng, IJ đã đánh giá thấp sức mạnh của tiền và quyền ở Hàn Quốc, vì đội trưởng lúc này cũng đã nhận được một lệnh bí mật của giám đốc sở. Đó chính là trừ khử Ji-hyeong. IJ không biết gì, vẫn đang đợi tin tức của Teku được tung lên mạng, nhưng thứ đang chờ đợi anh lại là một cú plot twist. Teku đã đến sở cảnh sát đầu thú, đồng thời còn mở một cuộc họp báo, nói rõ rằng mình đã bị tên họa sĩ Gi-cha-un bắt cóc, cũng chính là một tên giết người hàng loạt. Hai bên đã giằng co với nhau và trong lúc tự phòng vệ đã không may gây ra cái chết cho Gi-cha-un. Sau đó bản thân hắn đã hôn mê nên cũng không nhớ rõ cái xác bị vứt ở đâu. Nhưng cho dù thế nào, phạm tội thì phải bị trừng phạt. Nói đến đây, Teku cúi người thật thấp. Màn diễn thuyết còn ngầu hơn cả thần. Sau đó, tập đoàn Tecang đã mở họp suốt đêm. Bất cứ cánh truyền thông nào dám nói nửa chữ tiêu cực thì sẽ xóa sạch tất cả quảng cáo của họ. Cũng vào lúc đó, phía quan chức cấp cao của cảnh sát đang thỏa thuận với Teku, hắn vô tội và được thả ra, vì tài liệu mà Ji-hyeong cung cấp không chỉ không đủ chứng cứ, thậm chí còn rơi vào diện tình nghi. Anh vốn được gọi là người hùng, trong một đêm lại trở thành kẻ ngụy tạo chứng cứ để vu khống. Lần này, Teku đã thắng hoàn toàn, thậm chí còn có một bộ phận người dân đứng ra hô hào kêu gọi. Hắn được xem như một ngôi sao vì đã trừ khử được một tên sát nhân hàng loạt. Đương nhiên, vẫn chưa xong. Lúc này, IJ cũng đã bị người của cảnh sát khống chế. Teku rất hả hê đang ngồi trên máy bay riêng của mình, đang chuẩn bị uống thuốc tăng đề kháng thì bỗng máy bay lại rung lên một cách dữ dội. Hắn còn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra thì loa phát thanh đã vang lên một giọng nói rằng cái chết em trai hắn, Jisoo, những người họ Song, Choi, Yang, Jung cũng đều do hắn hại chết. Không biết là ai đang giở trò, Teku liền xông vào trong buồng lái thì phát hiện bên trong không có ai cả. Lúc này, giọng nói ấy lại vang lên. Sau khi em trai bị Teku hại chết thì hắn liền dùng 300 triệu tiền thưởng để dụ dỗ vận động viên nhảy dù, kêu anh ta biểu diễn một màn nhảy dù có 102, sau đó cố ý vứt bỏ túi nhảy dù của anh ta, hòng bịt miệng anh ta lại, thành công lái sự chú ý của dân chúng và cánh truyền thông khỏi cái chết của người em trai. Cho nên, lần này hắn sẽ được trải nghiệm thử cảm giác giống thế. Sau 30 giây máy bay sẽ phát nổ, không muốn chết thì hãy đeo túi nhảy dù vào, đánh cược vận may xem nào. Đúng là người xấu thì thường sống dai, rơi từ trên cao xuống như thế, chỉ với một cái dù còn con mà Teku vẫn còn sống và không hề bị thương. Nhưng hắn ta có dai đến đâu cũng không dai bằng nắp capo trước xe ô tô. Nhìn thấy Ji-hyeong xuất hiện trước mắt, Teku không khỏi ngạc nhiên. Sao ông vẫn còn sống? Đúng vậy, IJ chưa chết là nhờ vào công của đội trưởng. Sau khi giám đốc sở ra lệnh trừ khử Ji-hyeong, đội trưởng đã bắt tay với cậu cảnh sát trẻ Ji-hun, thành công cứu được Ji-hyeong khỏi tay nhóm cảnh sát kia. Sau đó, IJ đã điều tra băng xã hội đen,
nhớ rằng tên trùm đã từng tiết lộ với chàng trai sát thủ rằng trong két bảo hiểm có một cái đĩa cứng, bên trong chứa chứng cứ phạm tội của Tae-gu. Dựa vào trí nhớ của Jin-tae, cậu đã đổi Mai Thúy trong cây bút bi của Tae-gu thành thuốc ngủ. Sau đó, nhờ vào kiến thức của chàng trai sát thủ, Ize đã cài đặt chế độ tự động lái cho máy bay, rồi dựa vào kinh nghiệm của chàng trai nhảy dù, rời khỏi máy bay một cách an toàn. Mà lúc này, đài truyền hình đã nhận được một đoạn video. Trong video chính là toàn bộ bằng chứng rằng Tae-gu, giám đốc của tập đoàn Tae-gang, thừa nhận đã giết chết em trai mình. 자신의 살해 사실을 자백하는 영상도 함께 올라왔습니다. 근데 그 뒤로 명령을 쳐주기도 그때와 같은 전이 느껴지지가 않더라고. Kế hoạch trả thù lần này là sự góp sức từ những kiến thức, kinh nghiệm, trải nghiệm của tất cả những người mà Ize đã từng đầu thai vào. Sau khi tông ngã Tae-gu, Ize muốn trả thù cho Jisoo đã chết. Cậu cảm thấy loại người này, địa ngục phải xây thêm mấy chục tầng nữa cũng vẫn chưa hết tội của hắn. Khi Tae-gu chuẩn bị tắt thở thì thần chết xuất hiện, nhưng Ize vẫn mặc kệ, không quan tâm cái quy tắc người chết sống lại không được giết người. Nhưng đột nhiên Ize nhìn thấy cây bút bi của Jisoo rớt xuống, cậu lập tức thả hai tay ra, vì cậu đã từng hứa với Jisoo trong thân phận của chàng trai người mẫu rằng câu chuyện mà cậu đang viết phải có một kết thúc có hậu. Nghĩ đến đó, Ize không cam tâm đứng lên, đã để cho Tae-gu có cơ hội đánh lén. Ông trời có mắt, gieo nhân nào thì sẽ sớm gặt quả nấy, nên bạn không cần phải bận tâm ra tay. Sau khi xong chuyện, Ji-hyeong đã đến nhà giam để thăm người thư ký nhận tội thay cho Tae-gu. Anh lấy chiếc thẻ nhớ ra, nói video bên trong có thể rửa sạch tội danh cho thư ký. Thư ký cảm kích cực kỳ, tưởng rằng mình sẽ được vô tội rồi thả ra ngoài ngay, nên vui đến nói không nên lời. Nào ngờ, Ji-hyeong lại nhai vỡ luôn cái thẻ nhớ còn con ấy. Năm đó, Ki-tae sang cầu xin cậu giúp đỡ, cậu đã kiêu ngạo từ chối cậu ấy. Vậy cậu nói tôi xem, tại sao tôi phải giúp cậu chứ? Cảnh sát đã khép cho Tae-gu tội danh cố ý giết nhiều người và bắt sạch toàn bộ quan chức cảnh sát cấp cao có liên quan. Đồng thời, người bố chủ tịch cũng xin từ chức với lý do không dạy dỗ được con mình và tuyên bố chủ tịch tiếp theo của tập đoàn Tae-gang sẽ sử dụng chế độ tuyển dụng, không còn kiểu kế thừa trong dòng họ nữa. Tae-gu bị tông đến cụt hai chân, còn trở thành người thực vật. Thì ra, thần chết không đến để cứu hắn mà muốn hắn phải nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Vậy là bộ phim trò chơi tử thần đến đây là hết rồi sao? Đương nhiên là không. Ize đã tiếp tục cuộc sống với thân phận là cảnh sát Ji-hyeong, truy bắt tội phạm ngày qua ngày. Trong một lần truy quét hang ổ của một tập đoàn, cậu cảnh sát trẻ Ji-hun không may bị trọng thương. Nhìn thấy gia đình ba người của Ji-hun đoàn tụ, Ji-hyeong vô cùng nhớ cảm giác ấm áp này. Nhưng tiếc rằng, tội ác vẫn chưa bao giờ biến mất. Hôm ấy, hai thầy trò đuổi theo một tên tội phạm. Tên tội phạm nổ súng bắn trúng Ji-hun. Vào thời khắc nguy hiểm, Ji-hyeong đã chạy về phía trước, dùng cơ thể mình để chặn họng súng lại. Kiếp trước cậu không bảo vệ được bạn gái, vậy thì kiếp này cậu nhất định phải bảo vệ được an toàn cho cậu học trò của mình. Ize đã chết nhưng vẫn còn 3 lần đầu thai. Khi Ize tỉnh lại lần nữa, cậu còn chưa ngồi nóng mông thì thần chết đã nổ súng rồi. Lần này cậu đầu thai nhập vào người một ông lão ăn mày. Trên tin tức tuần này, Ji-hyeong kiếp trước đang chuẩn bị được tổ chức lễ tang. Người trong các giới gọi điện đến an ủi, những người xung quanh cũng cảm thán trước sự ra đi đột ngột của một vị anh hùng. Ize thấy vậy, trong lòng rất nhiều suy nghĩ, thế là cậu quyết định đến dự lễ tang của Ji-hyeong, cũng là lễ tang của chính mình. Có rất đông người đến tham dự tang lễ, trong đó có cả nhà của Ji-hun tới viếng. Lúc này, trong lòng Ize cảm thấy được an ủi, có người nhớ về mình có nghĩa là lúc đó cậu đã lựa chọn đúng đắn. Nhưng tiếc rằng, lúc này Ize còn hôi hơn cả cái xác, khiến cho con gái của Ji-hun sợ đến phát khóc. Bảo vệ thấy vậy, liền đuổi cậu ra ngoài. Khi Ize định rời đi thì phía sau bỗng vang lên tiếng hô, thủ tướng đến. Kiếp trước cậu chỉ là một cảnh sát còn con, ấy vậy mà bây giờ có thể thu hút đông đảo sự quan tâm của các nhân vật lớn, thật đúng là không uổng công. Ize trốn khỏi đám người, cậu gặp được Ji-hun đang lén ngồi khóc ngay cầu thang, thế là liền bước đến an ủi. Chàng trai à, đó không phải là lỗi của cậu, là do anh ấy tự nguyện nhảy xuống mà thôi. Câu nói không đầu không đuôi này đã chọc giận Ji-hun. Cái ông già này, ông là ai mà dám nói thầy của tôi như vậy? Ba chữ, ông là ai, giống như sét đánh ngang tai. Từ đầu đến giờ, cậu đã trải qua 10 kiếp sống, khiến ký ức cứ chồng lên nhau. Rốt cuộc mình là ai, chính cậu cũng không nói rõ được. Bỗng Ize nhớ đến câu nói khác của Jisoo. Chỉ khi nào được làm chính mình, thì đó mới là lúc thoải mái nhất. Nhìn thấy mảnh ký ức của ông lão ăn mày từ trên rơi xuống, Ize càng nghĩ càng thấy đau, quyết tâm không sử dụng ký ức của người khác nữa. Nào ngờ, trong lúc hốt hoảng, cậu đã trượt chân, lộn cả người té xuống dưới mà chết. Chắc đây là cái chết ngu ngốc nhất.
nhưng Ize vẫn còn lại hai kiếp sống, cũng có nghĩa là chết hai lần nữa thì cậu có thể kết thúc trò chơi đầu thai này rồi. Cậu hét lớn yêu cầu thần chết nổ súng đi. Lần đầu thai này, Ize nhập vào thân xác của một người đàn ông tên là Kim Gon-ho. Năm nay 35 tuổi, béo phì tuổi trung niên, là một nhân viên văn phòng. Có vợ đẹp, con xinh, một cuộc sống bình thường và hạnh phúc. Thế nhưng, một thông báo đuổi việc đã đặt dấu chấm hết. Anh ta đã đổ hết tuổi xuân vào trong công ty, bây giờ lại bị quét ra khỏi cửa như quét rác. Thậm chí, về đến nhà cũng không có cơm ngon canh nóng, mà chỉ có một lá đơn ly hôn lạnh lẽo. Lúc này, trong đầu Ize phát ra 100 chữ đờ mờ. Thần chết cố tình chơi mình sao? Cuộc sống của Kim Gon-ho so với cuộc sống thật của Ize, ngoài khác biệt về tuổi tác ra thì giống nhau như đúc. Hóa ra, 7 năm trước, Ize đã gặp Kim Gon-ho trên đường đi phỏng vấn. Kim Gon-ho chính là người xông ra đường để tìm cái chết và bị Tae-gu lái xe chạy ngang qua tông trúng. Cái chết của Kim Gon-ho đã để lại tâm lý cho Ize, khiến cho cậu bị thất bại trong buổi phỏng vấn, cuộc đời rơi vào đáy vực từ đấy. Ize lựa chọn nhảy lầu và bắt đầu đầu thai liên tục, đã hình thành một vòng tuần hoàn khép kín hoàn hảo. Thần chết đứng ở trên cao, hỏi Ize đã chết nhiều lần như thế, liệu cậu có còn xem thường cái chết hay không? Nào ngờ, Ize trợn tròn mắt, gầm lên câu nói slogan của mình. Cái chết chẳng qua chỉ là cách thấp hèn nhất để chấm dứt sự đau khổ mà thôi. Vừa nói xong thì thần chết bật cười. Ize vẫn không biết rằng, cái mạng cuối cùng mà cậu sắp phải đối diện lại cực kỳ khắc nghiệt. Lần này, cậu đã đầu thai vào người mẹ của mình. Mục đích của thần chết rất đơn giản. Nếu như bạn cảm thấy bạn sống cực khổ quá, chi bằng cho bạn trải nghiệm cuộc đời của người mẹ để xem bà đã trải qua nó như thế nào. Mẹ của Ize cũng giống như hàng trăm nghìn người phụ nữ khác, cũng là một thiếu nữ mộng mơ với đầy hoài bão, đến tuổi thì phải kết hôn, sinh con. Vốn tưởng rằng bà sẽ sống cuộc sống bình yên hạnh phúc, nào ngờ chồng của bà mất sớm. Bà đi làm trong công ty, thường xuyên phải xin nghỉ phép, cõng Ize yếu ớt chạy đến bệnh viện. Thật là thương cho tấm lòng của những ông bố, bà mẹ. Bà ngồi trước giường bệnh, tự trách mình không làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Bà còn xin với ông trời, hy vọng mình có thể bị bệnh thay cho con. Mà vào những năm 89 ở Hàn Quốc, họ đã phải trải qua một cuộc khủng hoảng dữ dội. Một nữ nhân viên yếu ớt đương nhiên sẽ trở thành vật hy sinh đầu tiên của công ty. Một mình trông đỡ gia đình, bà đã phải làm rất nhiều công việc nặng nhọc, liều mạng kiếm tiền để Ize được ăn học. Thời gian trôi qua, tóc bà cũng bạc dần, còn phải thường xuyên vào viện vì căn bệnh mãn tính của mình. Cuộc sống của Ize cũng gặp khó khăn, nhưng cậu lại lựa chọn bước lên trên sân thượng. Khi bà nhận được tin về cái chết của con trai, cả bầu trời như sụp đổ trước mặt bà. Trong nhà xác, dưới lớp vải trắng, Ize ngã đến bầm dập xanh tím. Bà khóc đến mất tiếng, chỉ mong con mình mở mắt ra nhìn mình và gọi mình một tiếng mẹ. Ize à, lên lên lên. Mà ngưng thở. Cùng một lò thiêu, cùng một nhiệt độ, nhưng lần này là tiễn con trai của mình. Thế giới chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Những ngày tháng sau đó, bà sống như một cái xác biết đi. Các đồng nghiệp khác thì đang vui mừng chúc mừng một đồng nghiệp vừa trở thành mẹ, hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc của bà. Ôi, niềm vui, nỗi buồn của con người trên đời không giống nhau. Đau đớn nhất không phải là bị lửa thiêu cháy, cũng không phải là bị cưa mất tứ chi đến chết, mà chính là nỗi đau khi nhìn người mình yêu thương chết đi. Ize đã để mẹ mình phải cảm nhận nỗi đau như đang ở địa ngục. Nỗi đau đó lại trở về trên người cậu một cách trọn vẹn. Sau khi nhớ lại những cảnh tượng đó, cuối cùng Ize cũng đã rơi nước mắt vì hối hận. Lần trừng phạt này của thần chết đúng là quá dữ dội. Mà Ize lúc này cũng chỉ có thể đón nhận sự sắp xếp của số phận. Cậu sống với thân phận của mẹ, tiếp tục sống, làm việc, dọn dẹp ngày này qua ngày khác, lặp lại cuộc sống như một chú kiến chăm chỉ. Kéo theo cái xác đau bệnh già nua, Ize cũng dần dần hiểu rõ những khó khăn mà mình gặp phải so với cuộc đời của bố mẹ đúng là không bằng một cọng tóc. Tối hôm ấy, Ize xoa cái chân giặc của mình và móc ra một tấm thẻ tiết kiệm. 34 triệu won, hơn 630 triệu Việt Nam đồng. Đây là tiền tiết kiệm cả đời của mẹ, cũng là số tiền quà mẹ để cho con trai. Ize đã chết được mấy tháng, mỗi ngày mẹ tan làm xong đều sẽ đến thăm cậu, quét dọn di ảnh của cậu. 다음에도 엄마 아들로 태어나 달라고 했던 말. 돈 많고 좋은 부모님 만나서 다음 생에는 행복하게 살아줘. 다음 생에는 꼭 끝까지 살아줘. Câu nói này, Ize sao mà chống đỡ được, cậu khóc như mưa. Vì để bù đắp cho sai lầm của mình, Ize quyết định đưa cơ thể của mẹ đi tìm cảm giác của tuổi trẻ. Cậu lựa chọn đi leo núi, đây là ngọn núi mà mẹ vẫn luôn muốn được đến nhất. Chinh phục ngọn núi, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên, cùng ánh mặt trời đẹp đẽ. Đúng là được sống, thật là đáng quý. Cứ thế, Ize đã thề phải bảo vệ cuộc đời này của mẹ. Cậu đã sống 32 năm trong cơ thể của mẹ mình. Trước khi qua đời, cậu lại nhớ đến 12 kiếp người. Thật kỳ diệu, nhưng cũng thật đáng sợ.
Một lần nữa, YJ tỉnh lại với cơ thể của mình. Cái mạng cuối cùng đã xong, nhưng cậu không còn tức giận nữa. Cậu quỳ dưới đất một cách chân thành, cầu xin thần chết cho mình một viên đạn nữa, để mình được sống cuộc đời của YJ một cách đàng hoàng. Buồn드리겠습니다. 제발요. 왜? 엄마를 다시 한번 나눠드리고 싶어요. Vốn tưởng rằng yêu cầu sẽ bị từ chối dứt khoát, nào ngờ thần chết lại tuyên bố YJ đã thắng quy tắc, trừng phạt đến đây là kết thúc. Lần này, cây súng đã đổi thành một cây súng ổ xoay và chỉ có một viên đạn. Vì vậy, nếu phát súng không nổ, đồng nghĩa với việc YJ đã mất cơ hội. YJ rơi nước mắt, sau đó đặt súng lên thái dương một cách trịnh trọng, từ từ bóp cò súng. Sau khi tiếng súng vang lên, YJ đã trở về cái đêm mà cậu đứng trên sân thượng. Chẳng qua lần này, cậu đã có thể nghe cuộc gọi của mẹ. Bộ phim đến đây là hết. Đơn giản mà nói, bộ phim này có thể được xem là một bộ phim tuyên truyền chống tự sát, siêu dài. Dù gì thì tỷ lệ tự sát của Hàn Quốc trong mấy năm qua vẫn luôn đứng đầu trên thế giới. Cộng thêm tỷ lệ sinh rất thấp, nếu như không khuyên những người trẻ tuổi từ bỏ những ý định như vậy, thì cả cái bán đảo chắc sẽ sớm không còn một ai mất. Còn về cái kết của bộ phim, có người cảm thấy đây chỉ là một giấc mơ của YJ trước khi cậu ta nhảy lầu, 12 kiếp đầu thai chưa từng xảy ra. Chỉ cần cắn răng kiên trì một chút thì tất cả sự tốt đẹp sẽ xảy đến. Lại có người cảm thấy rằng tất cả đều là thật, nếu như YJ không chết, vậy thì Taegu cũng sẽ còn sống. Tên tài phiệt ấy sẽ lại làm hại thêm bao nhiêu người nữa đây? Có lẽ đây mới là sự châm biếm cao cấp thâm sâu nhất của bộ phim này. Được rồi, video hôm nay đến đây là hết. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.